sao Thư Nghi chuyển qua mắt mình Dương? Mày mày đây không phải Thư Nghi. Ủa em mới về nước hả? Lâu lắm rồi không gặp em á. Cái gì mà lâu? Tao mới gặp hôm qua đây mà. Đã nói không phải Thư Nghi mà. Em nói gì cho nói đi. Tại vì em nhớ anh nên mới đang gặp anh nè. Trời, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè trời. Em đừng có giỡn nữa. Em giới thiệu em lại cho nó biết đi. Chào anh, em là Thư Thư, là chị em song sinh với chị Thư Nghi. Em sống ở Mỹ với ba, lâu lâu về Việt Nam thăm mọi người. Hả? Thư Nghi có chị em song sinh? Wow, giống nhau ghê luôn á. Xin giới thiệu với em, anh là Phong, là bạn học cùng trường với chị em. Em có thể gọi anh là Phong ca ca. Phong ca ca? Ủa nhà anh bán ca sao gọi là Phong ca ca? Cái tên mắc cười ghê. Cái này á, ý nói anh là đại ca trong lớp đó, hiểu chưa? Thằng này nó còn phải nể anh một phép đó. Bớt tặng nát đi mày, trả thơ lại đây. Ê, đừng có giận chứ. Tao không cố ý hạ thấp mày trước mặt em gái đâu. Mày toàn lo tặng nát. Mày biết tao luôn tét não suy nghĩ bài hát cho mày không? Không có công bằng gì hết á. Thở của anh Dương hả? Cho em xem. Nhanh tài dữ ha. Boxinger đó mày, cẩn thận nha mày. Tao không có chấp mấy đứa đàn bà con gái. Em có đàn bà con gái, em là phụ nữ chân chính. Mà anh Dương, thơ này của anh, nhìn là biết anh đang thất tình rồi phải không? Kệ anh. Tại vì nó thất tình á, nên nó mới tạo ra những cái bài thơ ai nát lòng người vậy đó. Nên đưa cho tao cái này, tao sẽ đưa cho anh Nhã xem. Bài hát ra thì đưa tao xem trước đó nha. Tất nhiên rồi, tụi mình là một đội mà. Anh và anh Nhã là cặp song ca hả? Ừ, đúng rồi. Anh với anh Nhã còn sáng tác ra những bài hát ngây ngất lòng người nữa đó. Em cũng thích nhạc lắm, hai anh chị cố lên nha. Cảm ơn em. Tốt bụng quá à. Hai chị em đứa nào cũng tốt bụng hết trơn. Thôi, tao về đây. Ừ, đi cẩn thận đó. Phản xạ cũng không tệ. Ảnh không? Anh với chị An Nhã hát sinh nhật chị em nha. Hả? Anh Du sẽ là người chủ trì. Anh? Ừ. Được đó, anh về cái tưởng này. Ừ. Anh sẽ đi nói với An Nhã. Cuối cùng cũng có dịp hát chung với An Nhã rồi. Anh đi liền đây. Em tính tổ chức sinh nhật cho Thư Nghi thiệt hả? Ừ. Có bất ngờ được không? Mọi người chưa ai biết em về đây hết đó. Vali em có ở đây nè. Em sẽ ngủ ở khách sạn cho mọi người bất ngờ. Em tính sao? An Nhã và Phong sẽ chơi nhạc, em ở trong học quà. Anh Du sẽ là người để học quà ra. Chị em sẽ rất là bất ngờ sau 2 năm xa cách. Mà đợt này ba em đi công tác 1 năm lận. Em có thể ở đây chơi với mọi người giống như hồi nhỏ, quậy tưng bừng luôn. Như con nít vậy. Tóm lại á, tổ chức sinh nhật cho Thư Nghi thì anh cũng muốn lắm. Nhưng mà có điều. Điều gì? Chị em với Huy á, đang quen nhau đó. Bây giờ mà anh tổ chức sinh nhật cho chị em á, thì mọi người nói anh có ý đồ gì đó. Chị chứ anh có ý đồ gì hả? Làm gì có. Sinh nhật lần này á, mình có nên hát chúc mừng sinh nhật không ta? Hát bài đó thường quá à, hay là mình hát bài gì mới mới, lạ lạ, bài gì mới á? Sao cũng được, miễn là anh được hát chung với An Nhã là anh thích lắm rồi. Sớm quá đi ông ơi, không có tình cảm riêng tư gì cho. Đứng lại. Nè, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Có người đang khó chịu kìa. Khó chịu cái gì? Ê, mày bầu xô kiểu gì mà tao không thấy xô chậu gì hết trơn vậy hả? Sao mày biết tao không lo? Tao đã sắp xếp hết rồi. Tối thứ bảy này An Nhã với mày sẽ hát ở sảnh trung tâm thương mại để mừng ra mắt mùa sale mới. Wow, 3 bài 15 phút. Quá đã. Mày hay lắm đó Minh. Ê, khoan khoan khoan.
thứ bảy này tụi em có show rồi, anh không nhớ hả? Show gì? Sao anh là bầu show mà anh không biết? Show nhỏ thôi, là sinh nhật của... Ui da. Tóm lại là có show rồi, tụi em lỡ hẹn người ta hết trơn rồi. Bên anh Minh hẹn là dịp khác ha. Anh đã dẫn show rồi thì sao mà hủy được? Em à, hay là mình đàm phán lại với bé đó nha. Chứ anh thấy hát ở trung tâm thương mại nhiều người xem hơn là hát ở sinh nhật á. Ui da, đau. Anh nói gì em nghe không rõ. Thì anh nói làm việc phải có chữ tính, không có được đổi ý. Nhờ mày nói với người ta có sự kiện vào ngày khác, tụi này nhất định sẽ tham gia. Sao mà tao làm như vậy được? Không có tôn trọng bầu show gì hết. Tụi em biết làm vậy là không đúng. Đáng lẽ ra phải nói với anh Minh một tiếng trước. Nhưng mà tại con nhỏ bạn em á, nó cứ nhờ hoài à, nên em lỡ nhận lời nó rồi. Anh Minh ráng giúp tụi em lần này nha. 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 Thôi, để anh ráng xin lỗi anh đó chứ biết sao giờ. Tao biết mày sẽ giúp tụi tao mà. Thôi thôi, đàn mình có vẻ rất dễ đó. Đời quá nhỏ. Nè, không những nhỏ còn đen nữa. Ê, tao không có cần mày vuốt đuôi tao đâu. Người yêu mày trong lớp kìa. Vô mà anh, em cho đội bắt đen đi. Ê, cái thằng này sao tự nhiên mà nói chuyện thô lỗ quá vậy? Ừ, tao thô lỗ vậy đó. Thô lỗ bỏ công sức ra đi kiếm xôi cho người ta, để bây giờ người ta không quan tâm, bỏ. Ủa vậy là sao? Tự nhiên nó chửi mình à? Tình yêu của nó mà. Chưa có gì mà kể lễ rồi, yêu với đương nói gì. Thằng Minh mà. Nè. Trời, còn mày nữa, ở đâu xuất hiện vậy? Đồ mặt dây, suốt ngày đeo bám Thương Nghi. Vừa nói sinh nhật Thương Nghi tao tổ chức nha, thì nó nghĩ mình có ý đồ xấu ngay. Tốt nhất là nên để Thư gặp nó. Ngày mai đi cà phê đi. Ê, tự nhiên mày rủ tao đi cà phê, bọn có chuyện gì hả? Có chút chuyện. Không phải muốn nghiêm túc đối đầu với mình như hai thằng đàn ông cùng yêu một cô gái hay sao? Không phải muốn nói chuyện sẽ cạnh tranh với mày như hai thằng đàn ông cùng yêu một cô gái đâu. Vậy nha, có gì mai tao ăn không? Ủa? Là sao? Có vẻ căng thẳng quá vậy? Đẹp nè. Được á, mua đi. Anh thấy nó trước mà, của anh mà. Không, của em, con là màu hồng mà. Anh là con trai đó, anh thích màu hồng hả? Ừ, anh thích con đó. Trả lại cho anh của đi. Của em. Chị Thương Y, anh Dương không nhường em gì hết. Anh Dương, anh nhường cho Thư đi. Mai mốt em thấy cái nào đẹp nhất cái đó, em mua em tặng anh Dương. Ừ, cái này được nè, chọn cái này đi. Thằng này làm cái gì mà đợi tới ngày mai với vậy ta?
Nói đại luôn đi. Mà sao giờ này chưa về nữa? Không lẽ nó sợ mình? Tắt máy nữa. Mày sợ tao chứ gì? Được rồi, tao sẽ đứng đây tao chờ mày. Lén lút như vậy nó không quen chút nào á. Em thấy vui mà. Em á, lúc nào cũng bày trò quậy phá. Về Việt Nam thì thông báo cho chị Thư Nghi một tiếng. Em làm như vậy chị Thư Nghi giận em á. Em biết chị Thư Nghi không có giận em đâu. Tại vì chị Thư Nghi thương em lắm. Lén lút rồi vui lắm vậy là sao? Thiệt không ta? Mà chị em song sinh với là Thư Nghi hả? Ồ, lần đầu tiên mình gặp luôn á. Không được, mình phải báo với Thư Nghi mới được. Dạ sao? Em sao ở trong hộp quà thiệt to. Anh Dương sẽ là người để hộp quà ra. Chị Hương Nghi sẽ mở hộp quà. Cho mọi người hát chúc mừng sinh nhật nha. Ok. Mình có cần bắn pháo bông không vậy? Bắn luôn cho nó đẹp. Ừ, vậy đi. Anh với An Nhã sẽ hát bài sinh nhật. Wow. Anh tập lâu lắm rồi đó. Wow, quá đỉnh. Yeah. Ừ, chắc hộp quà của em tới đó. Em đặt hộp quà to lắm. Yeah. Nhanh đi em. Chắc hộp quà đẹp lắm ha. Ủa? Chị Hai? Sao chị biết em ở đây? Biết gì? Em về không nói chị nghe. Chị chưa đánh đòn em là may lắm rồi đó. Thì em muốn cho chị bất ngờ mà. Sao về không báo cho chị biết? Còn qua nhà anh Dương làm cái gì? Lúc nãy anh Huy nói mà chị còn tưởng anh xạo nữa đó. Anh Huy? Vậy là sinh nhật năm nay chị em mình để chung được rồi đó. Em muốn ăn gì? Nói chị nấu cho em ăn nha. Hai chị em nhìn tình cảm quá. Ê, show diễn của tao. Ủa, bọn tao nói cái gì sai hả? Sai quá sai. Ta-da. Happy birthday. Nè, Thư Thư và Thư Nghi, cắt bánh đi. Thư Thư, hai chị em mình cùng cắt bánh nha. À, mọi người ơi, hay là tụi mình chụp hình đi. Vui lên nè, vui lên coi. Ừ, chắc vui. Vui ơi là vui. Ủa, hôm nay mọi người bị gì vậy? Mọi người ơi, hôm nay là ngày vui mà. Anh Lâm, anh chụp hình cho tụi em đi. Ờ, đúng rồi đó. Lại, chụp hình đi, đây. Nè, xích vô. Phong nè, Minh nè, An Nhã xích vô. Cười nha. Mọi người nhìn này tập trung nè. 1, 2, 3. Em là Thư.
bị bể nên đang 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 đứng ở trong cái tấm mắt cười á. Rồi. Rồi. Wow, giống nhau ghê luôn á. Rồi quên rồi. Phong ca ca. Kệ anh. Biết chuyện gì luôn hả? Coi đây nè. Em không phá đâu mà. Đâu, tới hai đứa này đâu. Trời này dài. Thử tính mày chứ ơi. Không những nhỏ mà còn đen nữa. Ê, không có tờ mà chú tin. Lại đó. Đồ má. Tới chiều luôn nha. Tới chiều luôn. Em vì sao? Ba hai ngọn kiếm. Đồ quá nhỏ. Không những nhỏ mà còn đen nữa. Ê, tao có tờ mà chú tôi ta đâu. Mày nẹo rồi. Tớ đi đâu thôi. Trong 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 thôi. Thôi cho nó bê đê đi. Để bê đê. Mà còn đen nữa. Ê, tao có cần mày giúp đuôi tao đâu. Tụi em mày trong lớp kìa. Vô mà ăn. À. Nó chung vô. Thank you.